Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được ship.vn mua tại Troma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mang dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những cái góc quay thật là chi tiết về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy là họ đóng gói khá là đơn giản ha. Một chiếc hộp mắt kính của chúng ta đây rất là đơn giản như thế này, cùng với đó là các lớp đệm gói. Và đây là một cái hóa đơn từ Troma rất là chi tiết luôn ha các bạn ha. Nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, tất cả đều đầy đủ như thế này. Rồi, chiếc hộp mắt kính của chúng ta thì vẫn được bảo vệ bằng một cái lớp ni lông bên ngoài rất là kỹ lưỡng luôn. Trên lớp ni lông là chúng ta sẽ có một chiếc tem, tem gì này do hãng họ dán nha các bạn, với tên thương hiệu Lacoste nè, mã sản phẩm rồi L177S nè, mã màu là 714, thông số kỹ thuật sẽ là 57 15 140 các bạn ha. Rồi, những thông tin rất là đơn giản và cơ bản nhất. Bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp của chúng ta ra nha. Một chiếc hộp màu xanh rất là quen thuộc đến từ thương hiệu Lacoste. Ở trên nắp hộp chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu nè, rất là sắc nét luôn, cùng với biểu tượng rất là quen thuộc hình logo chú cá sấu như thế này. Thì đầu tiên mình muốn chia sẻ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Rens Lacoste và doanh nhân Henri Julier. Thương hiệu này chuyên bán quần áo nè, giày dép, đồ thể thao, kính mắt nè, đồ da, nước hoa, khăn tắm và cả đồng hồ. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng logo chú cá sấu màu xanh lá cây rất là quen thuộc. Và Rens Lacoste là người đã sáng lập ra công ty. Ông được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu, chính là vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Và vào tháng 11 năm 2012 thì thương hiệu Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Moufarez của gia đình Thụy Sĩ. Đó là hai vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm được nha. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong hơn. Phía bên trong và nhân vật chính của chúng ta vẫn được bảo quản rất là kỹ lưỡng bên trong cái lớp ni lông nữa ha. Và phía dưới chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng đi kèm nè. Đó, rất là chi tiết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra. Ở bên trong mình thấy thì mắt kính của chúng ta vẫn được bảo vệ thêm một cái lớp ni lông mỏng nữa nha các bạn. Này, rất là kỹ, rất là nhiều lớp để bảo vệ cho mắt kính của chúng ta. Đảm bảo nó sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng. Này, rất là đẹp luôn các bạn. Và Lacoste họ bảo vệ hai chiếc càng kính này tương đối đơn giản thôi, bằng một cái lớp ni lông bọc một bên càng kính giống như thế này. Đó, tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Và đầu tiên mình xin giới thiệu tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Lacoste Roy Aviator Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập Aviator của thương hiệu Lacoste. Mã của sản phẩm này sẽ là L177S khoảng trắng 714 khoảng trắng 57 ha. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 57 mm. Ở mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn để các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nha. Điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, nó giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái nhất nữa, thì khi đó chiếc mắt kính nó mới thực sự phù hợp với bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu xám cơ bản ha các bạn ha. Đó, màu xám cơ bản, nhưng tuy nhiên thì mình thấy bằng mắt thường thì nó hơi nghiêng về cái màu xanh lá cây một chút xíu. Tuy nhiên thì thông tin hãng đã đưa ra là màu ray, có nghĩa là màu xám cơ bản, thì mình sẽ truyền đạt đến các bạn cái thông tin như thế. Và tất nhiên trong kính của chúng ta sẽ có 100% chống tia UV, đó cũng là chức năng chính của những chiếc kính mát các bạn ha. Về cầu kính trên mẫu này sẽ là 15 mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26 mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này chính là phần top bar của kính. Và mình thấy thì cái mẫu này ở đây chúng ta sẽ đây, thường thì chúng ta sẽ biết được cái tên gọi của cái mẫu, cái phần top bar này là gì không các bạn. Đó chính là cái thanh chắn mồ hôi, nó hỗ trợ thêm một chút xíu cho mồ hôi nó sẽ không rớt vào mắt của chúng ta. Đó, khi chúng ta nhìn ở một cái môi trường nó có ánh nắng nhiều quá, chúng ta sẽ ra mồ hôi, thì cái phần này nó sẽ làm cái công dụng là nó chắn mồ hôi. Thì ở các mẫu Ray-Ban đó các bạn, nó sẽ có một cái bộ sưu tập riêng và nó sẽ có cái thanh top bar này. Đó, và nó có một cái phần nhựa nữa, đó, nó sẽ chắn mồ hôi nó tốt hơn. Còn cái phần kim loại này thì mình nghĩ là nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi. Và trên phần top bar này các bạn cũng có thể thấy chúng ta sẽ được đánh vân caro cực kỳ đẹp luôn ngay trên phần kim loại.
Đó, nó mang lại cái nét thời trang. Đó, chủ yếu là mình thấy ở đây là cái nét thời trang nó rất là cao. Rồi, về phần càng kính thì chúng ta sẽ có một cái chiếc càng kính là 140mm. Một chiếc càng kính cũng tương đối hơi dài một chút xíu ha các bạn ha. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước cũng như là mã sản phẩm được thể hiện ngay bên trong càng kính bên trái đây. Tương tự như trên mẫu này, chúng ta sẽ có là L177S nè. Mã sản phẩm là 71, xin lỗi các bạn, mã màu là 714 nè. Thông số kỹ thuật là 57-15-140. Phía bên càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu đặc trưng. Những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Ở phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy điểm nhấn rất là đặc sắc luôn. Đó chính là cái điểm nhấn rất là mạnh. Đó chính là cái phần thân càng kính của chúng ta bằng kim loại và được đánh vân caro như thế này. Nó mang lại cái điểm nhấn cũng như là cái sự sang trọng cho mẫu kính rất là nhiều. Nó thể hiện cái nét đẳng cấp cũng như là cái nét cao cấp hơn cho mẫu kính của chúng ta. Ngoài ra thì phần thân càng kính chúng ta sẽ có khắc chìm tên thương hiệu luôn là Lacoste cực kỳ nổi bật ở phần gối kính này đây. Đó, phần gối thì còn rất là nảy luôn các bạn. Đây các bạn thấy nè, phần khớp rất là nảy. Ở hai bên càng kính chúng ta đều có cái họa tiết trang trí như thế này. Nó cùng với tên logo thương hiệu tăng cái độ nhận diện hầu như là tối đa dành cho mẫu mắt kính của chúng ta luôn. Về dạng khung trên mẫu này, đây cũng là một trong những cái nét mà mình rất thích ở trên mẫu kính này, đó chính là dạng khung pilot, kính phi công các bạn ha. Kính phi công thì nó mang một cái phong cách rất là cổ điển, cho bạn toát lên cái sự lịch lãm và sang trọng. Và đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc là vuông thì bạn có thể ưu ái cho cái phong cách này. Bởi vì nó sẽ luôn là tôn lên cái hình dáng khuôn mặt và tạo cái hiệu ứng giúp cho khuôn mặt của bạn trông được thanh thoát hơn rất là nhiều. Nó là cái ưu điểm cực kỳ lớn của những chiếc mắt kính dạng kính phi công pilot như thế này nhá. Về màu khung trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu khung là màu vàng có bóng ha các bạn ha, màu vàng gold và được đánh bóng toàn bộ luôn. Mang lại cái nét sang trọng dành cho mẫu mắt kính của chúng ta cũng như là các hiệu ứng bắt sáng cực kỳ đẹp khi chúng ta di chuyển khuôn mặt ở mọi góc nhìn. Đó. Chất liệu khung ở đây sẽ là kim loại này. Gọng kim loại rất là mỏng và bền, phù hợp với rất là nhiều khuôn mặt, mẫu mã cũng rất là đa dạng, tinh tế nè. Và gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều, các bạn có thể thấy ngay trên mẫu này luôn. Thích hợp cho nhiều lứa tuổi và người làm việc trong môi trường trang trọng, lịch sự nè. Nó rất là dễ đeo. Tuy nhiên thì đánh đổi một chút xíu là gọng kim loại nó sẽ nặng một chút xíu so với gọng nhựa các bạn ha. Và điều này thì mình đánh giá nó cũng không quá quan trọng, không quá ảnh hưởng với trải nghiệm đeo đâu. Và qua các góc quay các bạn có thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100% nè, các chi tiết còn rất là đẹp luôn. Phần ống kính là các bạn để ý ha, có hai chi tiết mà mình muốn nhấn mạnh đây. Đầu tiên là về phần tên thương hiệu cũng như logo chú cá sấu sẽ được khắc chìm là bằng laser ngay trên phần ống kính này. Đó, nó cực kỳ sắc nét, cũng như là cái phần logo được sử dụng trong phần chân gá mũi nữa các bạn thấy không? Những chiếc mắt kính hàng chính hãng thì thường logo ở chân gá mũi là cái logo của họ thương hiệu luôn, rất là sắc nét như thế này. Những chi tiết rất là nhỏ nhưng mà những mẫu kính hàng chính hãng sẽ được chăm chút là tỉ mỉ các bạn ha. Ở mẫu này chúng ta sẽ có cái gối một cái gá mũi nó trong suốt như thế này, rất là dễ thấy. Ở một số mẫu chúng ta sẽ thấy là nó sử dụng cái phần đệm mũi màu đục cho nên rất là khó thấy. Rồi, và đó cũng là một số cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn. Nếu bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Lacoste nói chung cũng như là mẫu mắt kính Lacoste Ray Aviator ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát cũng như là kính mắt nè, với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.